Người phụ này nhận được một bưu phẩm bí mật, nhưng ngay sau đó cô đứng hình tại chỗ, tinh thần cũng trở nên vô cùng hoảng sợ. Mẹ ơi, mẹ sao thế? Người chồng ở trong phòng quay đầu lại nhìn, vợ của anh đang bưng vào một quả bom hẹn giờ. Trên đó hiển thị chỉ còn lại 34 giây, cô con gái muốn chạy đến liền bị mẹ ngăn lại. Bình tĩnh, sẽ có cách thôi. Cô cúi đầu xuống nhìn chỉ còn lại 16 giây, cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Cô con gái đứng bên ngoài điên cuồng đập cửa, còn người chồng bởi vì bị thương nặng chỉ có thể từ từ bò đến. Hai người mau chạy đi. Mẹ ơi, mẹ ơi, Phương Phương, con mau tránh ra đi. Cô không ngừng hét lên kêu con gái mau rời đi, nhưng cô bé vẫn nhất quyết đứng gõ cửa. Mẹ ơi, mẹ ơi. Cẩn thận. Cuối cùng quả bom vẫn phát nổ ngay trước mặt người đàn ông. Con gái của anh cũng bị nổ bay ra ngoài. Người đàn ông tên A Long là một cảnh vệ đặc biệt. Tháng trước anh tiếp nhận một nhiệm vụ là bảo vệ ông chủ của một công ty công nghệ. Đồng đội của anh đã bị thương chết quá nửa, nhưng hung thủ còn bị tổn thất nặng nề hơn. Mặc dù cuối cùng đã thành công, nhưng bản thân A Long cũng bị thương nặng. Quả bom này rất rõ ràng là do bọn sát thủ báo thù. Một năm sau, A Long buông bỏ hoàn toàn thân phận trước đây, anh ra nước ngoài sống ẩn dật. Tóc tai râu ria đã dài khắp mặt, dường như đã nhìn thấy cõi trần. Không còn là cảnh vệ cun ngầu trước đây, thay vào đó trở nên lôi thôi. Thân phận bây giờ của anh ấy chỉ là một thợ sửa chữa bình thường. Cô con gái Phương Phương cũng để lại di chứng nặng nề trong vụ nổ năm đó. Lần này vốn A Long định cùng con gái ăn cơm, nhưng con gái lại chỉ ăn qua loa rồi trở về phòng. Phương Phương trở nên hướng nội. Lúc này điện thoại của A Long reo lên, là bác sĩ của con gái. Hóa ra cục máu đông trong máu của Tiểu Phương vẫn chưa tan hết hoàn toàn, có thể phát bệnh bất cứ lúc nào và cần phẫu thuật một lần nữa. Thế nhưng chi phí phẫu thuật khổng lồ khiến người đàn ông này không thể gánh vác nổi. A Long tắt điện thoại. Anh không chú ý rằng cô con gái đã đứng phía sau nghe lén cuộc trò chuyện. Hôm đó A Long đến quán bar đưa đồ. Anh vốn tưởng rằng vẫn sẽ là một ngày yên bình, không ngờ rằng khi đi vệ sinh anh bị thu hút bởi một tiếng kêu thảm thiết. Cô gái say rượu đi ra khỏi nhà vệ sinh. Một người đàn ông đứng trước mặt cô. Cô gái nhận ra có điều bất thường liền muốn chạy ra ngoài, nhưng cửa phía sau đã bị khóa trái. Người đàn ông kéo cô gái lại ấn xuống đất, cô gái căn bản không thể chống cự. Đột nhiên cánh cửa bị đạp tung, A Long xông đến trực tiếp quật ngã người đàn ông. Hắn ta ngã đau đớn đứng dậy tự hỏi chuyện quái gì vậy. Nhìn thấy A Long chỉ là một nhân viên sửa chữa, liền trực tiếp rút con dao nhọn từ trong túi ra. Anh ta xông lên định đâm A Long. A Long phản công cướp lấy con dao sau đó nhảy cao giáng một cước xuống. Tên lưu manh bị đánh ngã xuống đất. A Long đến chỗ cô gái hỏi thăm tình hình. Không ngờ rằng tên lưu manh lại đứng dậy, cầm chai rượu đập vào đầu A Long. A Long tức giận đứng dậy, quay phát ra cửa tặng hắn một nắm đấm và một cú xoay chân. Tên lưu manh bay xa 10 mét. Khi A Long bước ra lại nhìn thấy một nhóm người. Tôi không muốn gây chuyện. Một tên lưu manh đập vỡ chai rượu lao thẳng lên. A Long nhanh chóng xử đẹp trong phút chốc. Sau đó là những cú xoay chân khiến từng tên ngã xuống. Đá bay chiếc gậy khiến hắn đập lưng xuống đất. A Long kéo cánh tay hắn trực tiếp bẻ gãy. Mọi người xung quanh đều đứng hình kinh ngạc. Còn một tên ma men định dùng chai đánh lén. A Long tay không giữ lại, sau đó đánh hắn một trận thê thảm. Lúc này trong đầu anh hiện lên cảnh tượng trong quá khứ. Hóa ra A Long đã mắc chứng rối loạn chấn thương căng thẳng. Anh vội vàng chạy ra khỏi quán bar để bình tĩnh lại. Cái chết của vợ vẫn luôn ám ảnh trong lòng anh. A Long vốn muốn quên đi chuyện nghĩa khí anh hùng này, nhưng đến khi anh trở về nhà thì phát hiện trong nhà có người lạ. A Long cầm cây gậy sắt cẩn thận bước vào nhà, ngắm chuẩn phòng của con gái đạp cửa xông vào thì ngay lập tức đứng hình. Hóa ra là cô gái được cứu hôm qua. Cô ấy tên Ami, là một thành viên nghiên cứu của công ty khoa học công nghệ cao. Bởi vì cảm kích A Long nên đã mời anh đến công ty phỏng vấn, tham gia buổi thử nghiệm robot vũ trang mới. Năng lực của robot này có thể khiến long trời lở đất, tay không đỡ bom đạn, đấm vỡ núi sông. Nhưng đồng thời nó cũng cần có người điều khiển. A Long vốn không muốn tham gia, nhưng công việc này có mức lương rất cao. Vì bệnh tình của con gái, A Long đồng ý. Hôm đó anh cắt đi mái tóc dài và bộ râu của mình, khoác lên người chiếc áo da và tháo cặp kính xuống. Anh phải đi tham gia buổi phỏng vấn này vì con gái. Rất nhanh A Long đã đến công ty của Ami. Lần này anh tham gia cuộc phỏng vấn cùng với hai người nước ngoài. Họ cần phải đeo máy thở để ngăn ngừa tình trạng thiếu oxy, sau đó đeo thiết bị VR thông minh tân tiến nhất hiện nay. Được rồi, chúc mọi người may mắn. Thử nghiệm sẽ bắt đầu sau 5 giây nữa. 3, 2, 1. Một người đàn ông từ trên trời rơi xuống. Phía trước là một khu container. Anh sờ thử trên người không có vũ khí. Đột nhiên phía trước có một nhóm người xông ra. Anh vội vàng chạy về phía sau. Một người cầm dao bị anh hạ gục trong chốc lát. Cả quãng đường khắp nơi đều là kẻ địch được trang bị vũ khí. Anh ấy đang ở trong khoảng trống hẹp tiêu diệt một nhóm lưu manh. Cuối cùng anh ấy vượt qua tất cả và đi đến điểm cuối cùng. Nhưng khi anh đi giải cứu con tin theo yêu cầu, người đó lại chính là hình dáng của người vợ quá cố. A Long một lần nữa nhận đả kích. Trong thực tế anh vội tháo bỏ thiết bị, lảo đảo ngã xuống sàn. Anh không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bỏ tôi ra. A Long cảm thấy cách làm của công ty đã chạm đến giới hạn của anh ấy. A Long yêu cầu bảo vệ ngay lập tức mở cửa phòng thí nghiệm ra. Lúc này còi cảnh báo của công ty đột nhiên vang lên. Bảo vệ chạy về phía trước, một nhóm vật thể dần dần bay qua. Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa lớn của phòng thử nghiệm trực tiếp nổ tung.
Điều này khiến tất cả mọi người đều miễn cưỡng dừng cuộc thử nghiệm lại. A Long ngẩng đầu lên nhìn. Một nhóm người đem theo vũ khí phá cửa xông vào. Họ trực tiếp dùng súng bắn giết những người trước mắt. May mà lúc này A Long đã trốn trong góc khuất. Nhóm người này nhìn vô cùng máu lạnh. Chúng tiến lên lầu và liên tục tàn sát. Lúc này A Long đang trốn trong chỗ kín tự mình cầm máu. Anh thông qua camera nhìn thấy hiện giờ trên cũng đang bị đội người áo đen bắn giết. Anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết rằng Ami có đang gặp nguy hiểm hay không. A Long chạy ra bên ngoài nhặt một khẩu súng trên người bảo vệ. Anh nỗ lực kiềm chế tâm lý của bản thân để đi tìm Ami. Bởi vì trước khi đến đây Ami đã nộp hết chi phí phẫu thuật cho con gái anh. Anh không thể bỏ mặc ân nhân cứu mạng này được. Khi A Long quay lại phòng giám sát mới phát hiện Ami ở trên lầu và những người khác đã bị bắt làm con tin. Anh đang nghĩ phải làm gì để giải cứu họ. Đứng im, giơ hai tay lên. Một tên sát thủ đã phát hiện ra A Long. Sát thủ vừa định bóp cò xử lý thì đột nhiên A Long phản công. Người trên lầu nghe thấy tiếng súng lập tức dùng bộ đàm hỏi chuyện. Là một con cá trong lưới, tôi đã xử lý rồi. Là do A Long dùng súng uy hiếp. Hóa ra thứ đám người này cần chính là robot vũ trang. Tiến sĩ đã lén lút khởi động chương trình hủy diệt. Đám người áo đen biết được lập tức dùng súng kết liễu vị tiến sĩ. Không có được robot, đám người áo đen chuẩn bị giết chết tất cả mọi người. Lúc này Ami nảy ra một kế. Cô nói mình có thể ngăn chương trình tự hủy này lại, nhưng cô yêu cầu đám người áo đen không được giết hại người khác. Phía bên khác, A Long đã mặc sẵn bộ trang phục của người áo đen. Anh trà trộn vào nội bộ tiêu diệt dần từng tên một. Ami lúc này đã ngăn chặn được chương trình tự hủy diệt, nhưng tên áo đen lại trở mặt. Hắn ta dùng súng bắt chết toàn bộ người có mặt tại hiện trường. Đến đây là hết rồi. Bởi vì bộ phim vừa ra mắt nên tôi không tiện tiết lộ quá nhiều. Xem đến đây chắc chắn bạn sẽ cảm thấy đây chỉ là một hành động giải cứu đơn giản, nhưng kết cục của bộ phim này thật sự đã quay 180 độ. Bộ phim có tên One More Shot. Động tác trong phim vô cùng bùng nổ. Chỉ số hành động được 5 sao, chỉ số tình cảm 4 sao, còn chỉ số đảo ngược có lẽ là vô số. Tôi muốn tóm tắt lại như sau. Đại Bàng đổi ngành làm vệ sĩ, lao ra khỏi núi như Đại Bàng, một mình chiến đấu với vạn quân, khiến bọn áo đen về chầu trời. Nếu thích bộ phim này thì đừng quên ấn like để ủng hộ chúng mình nhé.